Hello hello, xin chào cả nhà. Thì là như mình đã hứa với các bạn là mình sẽ gắn cái camera nó thấp hơn. Thì thực sự là mình cũng vừa mới nhận được cái phụ kiện từ hôm qua thôi. Tại vì mình order cũng khoảng chừng một tuần rồi. Thì vừa mới nhận được hôm qua, cho nên là bữa nay mình gắn vào mình chạy thử luôn. Và bữa nay thì luôn tiện đây mình cũng chạy ra ngoài cửa hàng ngoài chợ á, để mà mua cái máy quay chống rung. Chứ mỗi lần mà đi đâu mình quay á thì quay ngu thì có nhiều bạn nói là quay rung rồi nó quay không có rõ. Thì trước hết thì mình rất là cảm ơn các bạn chịu khó ngồi quay hết mấy cái video của mình. Mặc dù là video nó không có chất lượng nhưng mà các bạn cố gắng coi thì mình rất là cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng mà sắp tới đây thì nếu mà các mình có được nhiều subscribe nữa thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái video tiếp theo nó chất lượng hơn và nó chuyên nghiệp hơn. Thì mong các bạn là ủng hộ cho mình nha. Mình cũng đã có coi một vài kiểu của cái máy quay chống rung ở trên mạng á. Thì nói chung ở trên mạng thì nó có rất là nhiều kiểu để lựa chọn và giá cả cũng ok. Nhưng mà mình thấy nó rất là bất tiện một cái á, là mỗi lần mà order thì mình mất cả tuần lễ, có khi là hơn nữa, để nhận được hàng. Mà cái thứ hai nữa là nếu mà bị xui á, cái hàng mà mình nhận được nó bị lỗi hay là bị cái này cái kia á, thì mình phải mất thời gian để mà gửi ngược lại cho người ta nữa. Thì nói chung là rất là phiền. Cho nên là mình khói đi tới chỗ nào mà có hàng á thì mình mua ngay tại chỗ thì xài liền tay luôn cho nó đã. Chứ mỗi lần mua cái đợi chờ vậy mà lỡ không có được gì rồi mất thời gian của mình nữa. Cho nên là mình thà là đi vòng vòng để coi chỗ nào có hàng thì lấy luôn. Mà nói chung là cái tính mình cũng rất là xấu nữa. Mình rất là thiếu kiên nhẫn. Mỗi lần mà mình thích cái gì á thì cái cách giải quyết của mình nó rất là vội vàng, chứ không có kiên nhẫn để mà suy nghĩ có nên hay là không nữa. Ở nói chung cái chỗ mình ở thì nó có cũng 3-4 cái cửa hàng điện tử. Ở đây nó có một cái là gọi là Best Buy. Không biết mấy bạn ở Việt Nam có nghe Best Buy ở bên này không? Nhưng mà ở bên này nói tới Best Buy thì ai cũng biết. Và vòng vòng đây thì nó có Target hoặc là Walmart. Thì cái nơi mà mình đang đi tới á, là Walmart. Cái chợ này là cái chợ để gọi mình gọi đại nó là cái chợ tổng hợp đi nha. Thì cái chợ này nó bao gồm tất cả, nó có đồ điện rồi đồ ăn, đồ nói chung tất cả các kiểu luôn. Thì ở đây nó cũng có bán nhiều cái thiết bị giống như là đồ điện tử, nó nhiều lắm. Thì mình ra đây mình coi đã, thứ nhất là nó rẻ, mà thứ hai thì nó có sẵn mình lấy luôn. Còn ở bên Best Buy thì nó cũng có, nhưng mà cái đồ ở bên đó thì nói chung là nói về cái thương hiệu nhiều hơn, cho nên là đụng vô thì cũng khá là mắc tiền. Nó 300-400 một cái. Còn bên này á, thì từ 100-200 một cái thôi. Thì mình đi ra bên chỗ chợ này mình coi trước đã. Coi nếu mà không có vừa lòng thì thôi, để cùng lắm thì dành tiền, bữa nào có tiền mua cái xịn luôn. Mà nếu mà được thì ra đó thấy được thì xúc luôn. Bữa nay xui gì đâu không à, nãy giờ đi mà gặp toàn đèn đỏ không. Cái xe này thì từ bữa mình mua về tới giờ thì mình vẫn chưa có nhiều thời gian để chạy nhiều. Bữa nay thì chạy lần này là lần thứ ba rồi đó. Nhưng mà không có chạy đường xa nha, mình cứ chạy vòng này thôi. Mà cảm giác rất là đã. Nói chung là không có hối hận mà chuyển qua chiếc này. Tại nó rất là dễ chịu. Nhưng mà mình cần phải dành nhiều thời gian để mà chạy. Tại vì không có một cái xe nào mà mình vừa trèo lên mà mình có thể nói ra
tất cả được. Mình phải có thời gian nữa, mình phải chạy một thời gian khá là dài thì mình mới nhận ra được là cái điểm gì hay, cái điểm gì dở. Chứ ngồi lên mà nói ra liền thì mình ô thằng này nó đi sau mình mà nó lấy tay nó vẫy vẫy, nó chào mình, nó bó tay luôn. Thì nói chung là cái xe nào á mình phải đi nhiều lần, với lại những cái chặng đường dài thì mình mới biết được là nó loài ra cái điểm gì mình thích và cái điểm gì mình không thích. Chứ không có thể nào mà mình vừa ngồi lên liền mà mình chạy một vòng rồi mình có thể đánh giá ra tất cả. Thì cái đó cũng khó. Bây giờ thậm chí là thợ chuyên nghiệp luôn đi, người ta cũng không có rành về mấy cái chuyện này đâu. Trừ khi mà mình đi một thời gian mình mới biết được. Thậm chí bây giờ mình chiếc xe mình có hư đi nữa, mình đem vô cái hãng, mình đưa mình đổi, mình nói là mình đổi xe mới rồi đưa cho người ta kiểm tra nọ, thì người ta đi vòng vòng người ta coi còn đẹp hay là xấu thôi, người ta đánh giá vô đó thôi, chứ thực sự là cái máy có bị gì người ta cũng chả biết đâu. Ok, sắp tới rồi, quẹo vô đây. Ở bên này á nó đã một cái á, là cái những cái nơi đậu đổ xe á, nó toàn là free hết, mình không có tốn tiền để mà gửi xe. Cũng có một vài nơi, trừ khi là cái phố lớn thôi, thành phố lớn thì các bạn đi vô downtown hay là những cái khu mà nó đông đông đúc á, đông người đông chỗ, nhiều xe á, thì nó sẽ có những cái chỗ để cho mình phải trả tiền để mà đậu xe. Còn ở đây thì thoải mái luôn. Cái nơi mình ở nữa, nó rộng lắm mà nó không có đông dân. Cho nên là cái chuyện mà đi lại với là đậu xe này kia thì nó rất là thoải mái. Ăn trộm cũng ít nữa. Cái này nó chơi thôi chứ mình cũng chả biết nha. Những lúc đi ra cái xe mình nó mất đâu thì cũng hay luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha các bạn. Thì trước khi mà đi tới cái chỗ để mà lấy cái máy quay chúng rung á, thì tiện đây mình sẽ đi dạo quanh đây một vòng luôn, để các bạn có thể tham khảo và biết thêm cái chợ, những cái chợ mà supermarket ở Mỹ nó như thế nào. Nói chung thì mình cũng đi vòng vòng quay nhanh gọn lẹ thôi, chứ nếu mà nói mà đánh giá một cách chi tiết rõ ràng ấy, thì nguyên cái khu chợ này thì mình nói cả ngày cũng không xong đâu. Ok, phía bên này là cái gian hàng xe đạp nha. Đó, nhiều chưa? Nó nhiều, nó chia ra 3 tầng luôn. Bên kia cũng có nữa, nhưng mà dành cho mấy đứa con nít thôi. Ồ, còn cái bình này cũng hay nè, cái bình nước nè. Mình không biết sao chứ mình là cá nhân mình á, mình rất thích những cái bình mà chứa nước lạnh như thế này. Tại nó nói chung là không biết sao nữa, mình chỉ mỗi lần mình thấy mấy cái bình giống vậy là mình cứ thích, mình hay mua lắm. Ở nhà mình có rất là nhiều. Cái bình này nó hay cái là nó trữ nước lạnh hoặc là nước nóng trong cái bình này, nó trữ thời gian rất là lâu nha. Có nhiều ngày mà mình đi chơi á, mà mình bỏ vô trong á, mà đi cả ngày nó vẫn, cái nước đá ở trong nó vẫn còn. Và thậm chí là có nhiều ngày mình bỏ nước trong mà mình đi đâu mình quên mất tiêu, để ở nhà luôn. Khoảng chừng gần 2 ngày á, mở ra nước đá vẫn còn trong á, thì nó rất là hay. Thì anh em nào mà giống như đi mô tô hay là đi cắm trại này kia thì có những cái bình này á, rất là tiện. Mình là cái dân cũng hay uống cà phê nữa, thì mỗi lần sáng nào á, cứ ra Starbucks mua cà phê thì kêu người ta bỏ vô trong cái bình này á, thì uống cả ngày luôn. Chứ uống mà nếu mà bỏ trong cái ly nhựa hay là cái ly bình thường á, thì nó tan rất là mau. Thì nói chung cái bình này rất là hay đối với cá nhân mình thôi. Ồ, còn cái gia hàng này nè, gia hàng này là gia hàng súng. Súng ở bên này nó bán rất là công khai nha các bạn. Có nghĩa là nếu mà những cái súng, nói về súng, trước hết là mình nói về súng thì mình thực sự mình không có rành về súng, nhưng mà mình chỉ đánh giá chung chung thôi. Ở bên này á, theo như mình được biết thì những cái súng đơn giản thì mình không có cần phải mua bằng. Ai cũng có quyền mua một cái súng đơn giản để mà bỏ trong xe hoặc là trong nhà để mà tự vệ.
lỡ mà giống như đụng chuyện đụng này kia ai mà xâm phạm mình á, thì mình có thể dùng cái súng đó để mà mình tự vệ. Nhưng mà không có được, khi mà mua súng thì không có được đem cái súng làm những cái chuyện bậy bạ như là ăn cướp ăn này kia, thì cái đó thì pháp luật nó rất là nghiêm. Cho nên là gì đó mình phải tuân theo pháp luật. Mà mấy cái súng ở đây á, là súng để đi săn, tại vì ở đây tới mùa thu á, thì vào mùa thu thì người ta hay đi săn lắm, đi săn bắn mấy con nai, mấy con gấu. Tại vì hôm bữa mình có đi với thằng em bà con một lần thì nó có rất là nhiều súng, nhưng mà nó đưa mình bắn thử một hai lần thì mình cũng thử, nhưng mà sau đó thì không có dám, tại nó thấy ghê quá, cầm cái súng thấy nguy hiểm quá. Ok, còn bên này là gian hàng bán cần câu ha. Ui, cần câu đây đã thiệt á. Mình nhớ nếu mà hồi xưa mà ở Việt Nam á, mà nếu mà cho ai mà gửi về cho mình một cái cần câu như vậy thì trời mình mừng lắm á. Đó. Mà cần câu ở đây nó có rất là nhiều loại nha. Có loại mấy đồng cũng có, tới mấy chục đồng và tới mấy trăm đồng cũng có luôn. Nói chung là đủ kiểu hết á. Tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi. Nếu mà người ta có một cái sở thích nào đó thì người ta đầu tư vô cái sở thích của người ta rất là nhiều. Nhưng mà mình thì nhiều hồi xưa mình hay câu cá thì mình cũng có mua một vài cái cần câu. Cũng khá là mắc tiền, cũng 50-60 chứ không phải ít đâu. Nhưng mà sau này không dùng nữa thì mình cũng cho luôn rồi. Đó. Cần câu ở đây nhiều lắm. Nhưng mà vô mùa đông thì nó sell nghe. Ở đây á, Mỹ là có một cái là khi mà hết mùa nó lấy tiền người ta thì lấy đúng mùa, nhưng mà khi mà hết mùa nó ra một cái là bắt đầu nó xuống còn nửa giá, có khi là xuống hơn nửa giá nữa. Bên này thì nó bán mấy cái này nè, những cái đồ mà để mà rửa mấy xe, mà giống như mấy cái đồ này thì nó rất là đa dạng, nó có thể mình có thể dùng cho xe hơi hoặc là xe máy luôn. Thì mình cũng hay ra đây mua mấy cái loại này để mà dùng cho cả hai luôn, cả ô tô và cả xe mô tô luôn. Thì mấy cái loại này á, nói chung là công dụng thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái đặc biệt là tùy theo cái giá tiền. Tại vì ở Mỹ này á, cái gì cũng vậy, nó tính theo giá tiền thôi. Nhưng mà các bạn mua những cái loại mà khá là mắc tiền á thì chất lượng tốt thôi. Ví dụ giống như là cái đồ chùi ghế da, thì cái này mình vẫn có thể dùng chùi cho cái yên xe mô tô á, thì nó cũng ok lắm. Nhưng mà cái loại này thì chỉ có 3 đồng mấy thôi, nhưng mà qua bên này á thì nó lên tới 6 đồng mấy, 7 đồng. Đó, loại bên này thì loại xịn. Thì mình hay dùng cái loại này nè. Khi mình chùi xong á thì cái da nó rất là bóng và nó mượt lắm. Mình có một cái cảm giác là rất là mềm, và cái mùi nó cũng dễ chịu nữa. Tại bình thường mà mình dùng mấy cái chai mà chùi da ghế da này nọ thì cái mùi nó toàn là nghe cái mùi dầu hôi không à, khó chịu lắm. Đó, dùng dòng đây thì những cái loại mà chùi về, và có một số là nó dùng để mà chùi mấy cái bánh xe á, mấy bánh xe hơi, và mình cũng dùng cho cái bánh xe mà xe mô tô của mình luôn cũng được nữa. Tại vì nó dùng cái mâm bằng nhôm á, cho nên là mình dùng cho cả hai luôn. Đây nè, bên này phần bên này nè, những cái loại này nè, những cái loại này thì mình dùng để mình chùi bánh xe cho nó bóng này. Đó. Còn phần này á, nó có loại thì dùng để chùi cái lốp xe thôi, cái vỏ cao su thôi, cho cái bờ và cái vỏ cao su nó bóng lên, nhìn chiếc xe nó đẹp lắm. Đó. Còn cái phần bên này thì chùi rửa xe ha. Chùi rửa xe. Thì mấy cái bịch này là mấy cái bịch này thì dạng như là xà bông á. Đó, thì mình pha với nước chùi thôi, thì nó khi mà chùi sâu á, chùi xong á thì mình chùi lại bằng bằng cái khăn khăn khô á, thì nó
chiếc xe rất là bóng. Nói chung là mấy cái đồ này thì dành cho auto, cho mô tô và xe hơi. Ở đây nó nhiều lắm, mấy cái đồ này nhiều lắm. Và dòng dòng đây nó có bán mấy cái dụng cụ để mà chùi xe rồi clean xe, nó đủ thứ hết. Ồ, có loại này nữa. Cái loại này á là để mà mình cái quét xe này á, để mà dùng chiếc xe mà giống thí dụ mình đi lâu năm á, thì cái nước sơn mà mình hay để ngoài trời thì cái nước sơn nó bị xuống đi, thì người ta dùng cái loại này. Và người ta có cái máy đánh nữa, nếu mà không có máy đánh đó, thì mình có thể dùng bằng tay cũng được, nhưng mà hơi mệt mình chút xíu thôi. Mình lúc trước mình có hay mua cái loại này lắm để mà đánh cho xe ô tô á, thì khi mình đánh lên á thì cái nước sơn nó bóng lại, nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó mới lắm. Cho nên là mấy cái này cũng dùng cho mô tô và xe hơi thì cũng ok lắm. Nếu mà ai mà đi mà giữ gìn á thì nên mua mấy cái loại này, thì xe mình lúc nào nó cũng mới hết. Bây giờ mình đi xuống cái phần cái chỗ gì đó bán nhớt xe ha. Mấy cái này nè, mấy cái hiệu này nè, hiệu này cũng tốt nè, hiệu engine gì đó, oil filter, là mấy cái lọc mà lọc dầu máy á, thì cũng có mười mấy đồng thôi, mà để coi mười mấy đồng thì cũng 300 đồng, 300 ngàn Việt Nam hả, 300 ngàn thì, ở đây là oil filter hết. Còn hôm bữa mình đi vô mà mình thấy có cái chỗ mà bán nhớt nữa, nhưng mà không biết sao là cái chỗ này. Ok, đây rồi đó. Nói chung những cái loại dầu nhớt á, dầu hiệu này á, thì mình phải ra một cái chỗ khác thì nó có chuyên về cái hiệu này, K&N. Nhưng mà nếu mà vô mấy cái chợ giống vậy, giống như qua mắt này á, thì nó nhiều loại lắm, thì nó chỉ bán những cái mặt hàng mà chung thôi. Nhưng mà mình thấy mấy cái hiệu này á, nó cũng ok chứ đâu có phải là loại dở đâu. Cái hiệu này, hiệu Castrol này cũng ngon nè. Đó, Castrol Mobil nè, Mobil đó. Thì mình thay dầu nhớt á, thì trong cái khi mà mình mua xe về á, thì trong cái cuốn sách á, nó có chỉ mình nên mua cái loại nào mà đúng với xe, thì ở đây nó có cái tần số nha các bạn. Đây, cái này là mình thí dụ thôi, có nghĩa là cái xe mà bạn yêu cầu cái số 5 với chữ W trên 20 á, thì đó mình cứ căn cứ vào đó thôi. Nếu mà chiếc xe trong cuốn sách nó yêu cầu gì thì mình thay cái nhớt đó, nó cũng rất là đơn giản. Còn mấy cái gian hàng này á, là nó bán đồ chơi cho mấy đứa nít, mấy cái xe điều khiển. Ở đây nó có bán mấy cái scooter bằng điện á, hồi xưa mình cũng thích lắm, hồi là còn nhỏ. Cái này mà giống như, nhưng mà ở bên Mỹ này á, nó có cái hay, cái là những cái mình đi ra những cái phố đi bộ mà mình cũng thấy có nhiều người nó dùng mấy cái này nó đi. Mình không biết ở Việt Nam bây giờ nó có dùng mấy cái này có nhiều không ta, mấy cái loại, nhưng mà ở bên này á, mình thấy hầu như ai cũng phải có một cái giống vậy, mấy cái bluetooth để mà nghe phone đó, tại nó rất là tiện. Mình thì mình cũng có hai ba cái, tại mình ít khi nhắn tin lắm, nếu mà có công chuyện gì thì mình cứ gọi luôn nói chuyện cho nó khỏe, mà cái này móc lấy cổ thôi, đi đâu thì alo nghe nó tiện lắm. Mà nó cũng rẻ, nếu mà rẻ thì so ở đây thì mình thấy rẻ thôi, chứ Việt Nam thì mình cũng không biết nha, mình không biết là rẻ mất. Ở đây thì đối với mình thì mình thấy một cái như vậy mà khoảng chừng 30 đồng, 39 đồng, nói chung giá bao nhiêu cũng có hết, tùy theo mình muốn xài bao nhiêu thôi. Cái Anker này cũng đã nè, mà ở đây mình thấy nhiều người dùng cái loại này nhất này, cái loại LG này. Cái này thì 99 đồng, tại cái âm thanh nó tốt và cái signal nó cũng mạnh nữa, mà nó lâu hết pin,
Còn cái ở bên này á, bây giờ thì nó văn minh rồi. Mình thấy là nếu mà bạn nào nhà ai mà không có cái tivi mà dạng như smart tivi á, thì mình có thể mua cái đồ này, mình gắn vô tivi thì mình có thể kết nối bằng wifi á, thì mình dùng phone hay là iPad đồ gì, thì mình muốn mà coi YouTube hay là những cái chương trình mà video online á, thì mình có thể bắn qua trực tiếp, mình qua cái này rồi cái này nó chuyển qua trực tiếp TV, thì nó rất là tiện cho mình, không cần phải mua smart TV làm gì. Và trong này thì nó có nhiều cái app, có nghĩa là nó có nhiều cái chương trình để mình coi phim trong này á, đó. Thì chỉ cần mình có internet ở nhà thì mình có thể dùng những cái app này, đó. Ở bên Mỹ cái này, những cái app này thì Mỹ nó rất là chuyên dụng về mấy cái app này. Nhưng mà theo như mình được biết thì ở Việt Nam á, thì đa số là ai cũng dùng cái YouTube thôi. Tại YouTube thì nó có nhiều cái chương trình ở trên YouTube, thì đa số là mình thấy ai cũng coi YouTube. Nhưng mà nó tiện một cái là mình có mấy cái này rất là tiện. Ở trong chợ này cũng có này, nó có điện thoại luôn nha các bạn. Điện thoại luôn. Trong điện thoại bên này á, thì như là các bạn cũng biết, mình có thể mua trả góp cứ mỗi tháng là mình nó tính vô cái bill của mình luôn. Ví dụ như cái điện thoại này 1.000 thì mình mua, nếu mà mua ngay bây giờ thì mình không cần phải trả cho nó 1.000 mấy chục đồng, nhưng mà nó cứ tính, nó cứ quy ra mỗi tháng là mình phải trả cho nó 20-30 đồng gì đó, tùy theo cái điện thoại cái giá trị bao nhiêu thì nó chia ra, thì trả trong vòng 24 tháng, chứ không cần là nhất thiết là mình mua cái điện thoại là mình phải trả hết ngay tại chỗ luôn. Như vậy thì nó nhiều người mà không có tiền thì cũng khó xài. Còn theo như mình được biết thì ở Việt Nam thì nếu mà có tiền thì trả ngay tại chỗ rồi mua cái điện thoại về xài luôn. Còn bên này thì nó có nhiều cách lắm, bạn có thể trả hết cũng được luôn. Như cái điện thoại mình thì mình cũng trả hết luôn, chứ mình không có trả lắt nhắt vậy, tại mình không thích trả thiếu nợ, nói chung là vậy. Ở bên này á, mà điện thoại mà thí dụ bạn dùng của nó mà bị mất á, thì mình có thể mình báo lên, nếu như mình có insurance mình báo lên á, thì người ta sẽ lock cái máy đó, thì bất cứ người nào mà lượm được cái máy của mình á, thì người ta vẫn không có thể dùng, có thể nào mà dùng được. Rồi người ta sẽ gửi cho mình cái máy mới luôn, cái máy mới hoàn toàn luôn, nếu như mình có mua insurance ha. TV ở đây cũng rẻ nha các bạn, TV đây rất là rẻ. TV mà 70 inch mà có khi nó sale rất là rẻ, 500 đô hoặc là 600 đô cũng có một cái 70 inch. Ok, bây giờ mình đi lại để lấy cái máy quay chống rung đây, tại nãy giờ đi vòng trong này cũng lâu lắm rồi mà cái máy này cũng chưa bao giờ dùng qua nữa, cho nên là phải mua để về nhà sớm ngồi mò nó nữa. Nằm đâu ta? Ồ đây nè. Cái máy này thì nó 100 đồng thôi, nhưng mà không biết nó dùng có được lâu không ta, tại mình thấy nó rất là rẻ. Mình thấy trên mạng có nhiều loại mà nó cũng khá là mắc tiền, nhưng mà bất tiện cái là giờ mua mà order thì chờ nó hơi lâu, cho nên là thôi ra đây lấy đại rồi nếu mà thích nó có, nếu mà dùng mà ok thì vài bữa sắp tới mình lấy cái hiệu DJI ấy, nhưng mà phải order, giờ mua cái này xài tạm đó. Mới đi chút xíu mà trời đã tối rồi, lẹ thiệt. Bây giờ phải tranh thủ chạy về để ngồi mò cái máy chống rung này nữa. Tới đây thì mình sẽ thay cái bóng đèn trước, hai cái bóng đèn trước của LED luôn. Và mình cũng muốn gắn thêm một số đèn trên cái đầu xe nữa, đèn LED hết. Nhưng mà tiện đây thì mình lúc mình gắn đèn thì mình sẽ làm một cái video, mình sẽ cố gắng làm rất là chi tiết. Tại vì mình cũng tham khảo khá là nhiều, thì mình thấy không có nhiều người mà chia sẻ về cách gắn đèn cho giá 900. Thì mình muốn làm cái video này để bạn nào mà muốn gắn đèn á, thì vẫn có thể tự mình gắn được, chứ không cần đem ra thợ.
Nếu mà ai tự order đèn, nếu mà biết cách mua đèn á, thì mình vẫn có thể gắn được thôi. Hy vọng là các bạn ủng hộ cho cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hợp lý thì giúp mình nhấn like và share nha. Đừng quên nhấn subscribe để đón xem những cái video tiếp theo của mình làm. Mình nghĩ cái video tới đây thì chắc cũng là khá là thú vị. Cho nên đừng quên nhấn subscribe nha. Ok, xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.